있어. Cái này mình cứ cho cao lên một tí nhỉ, không vướng cây là được rồi anh nhỉ. Chỗ mà không thoáng ấy, phải biết xoay rồi, độ trong làng hay xoay một chiều mà. Xoay mấy cái này cũng rủi ro đấy. Vướng không đẹp anh nhỉ. Đúng, hôm trước em đi lên nhà A Lử xoay điện còn yếu nữa, chập chá chập chờn, vừa cắm xong lại vừa sợ nó kiểu như là cháy ấy. Bỏ dưới bóng cái đi nhá. Dạ vâng ạ. Ờ, ấy ạ. Dạ vâng ạ. Em nó bóc từ dưới bóng bỏ đi. Bóc này này. Bóc hết này đi. Nó kệ nó về nhà nó. Bóc hết nó bỏ đi, con xem nó phát nhiệt cho nó nóng. Không, đừng có lấy khăn ướt bóc lên màn hình nhá. Súng lấy cái hộp ra, đỡ anh đi. Sao vào cái hộp ra, đi. Kiểm tra cái đồ gì rồi, đồ sát bạc hay đồ gì nhỉ? Đã hôn, đồ xếp, mặt điện. Đồ sắt chứ. Em không đọt được thêm, được cứng bóng luôn này rồi. Thế nữa qua nhà anh bảo xính thì từ từ dừng lại để anh lấy cái cơ lê với lại cái kìm để vặn cái này nữa nha. Không đi phóng nhanh quá thì em lại khắc tự ra lấy đấy. Giữ hết thành một cục đi, cái này nữa, giữ hết đi. Hay là cầm cuộn đằng sau rồi kìa. Cho hết đi. Được chưa? Được, đi. Được chưa? Đừng quên nhá, cái này nữa. Má mưa vào. Chỉ cần che cái tivi chứ, đúng không? Lô đó. Thôi để anh đi trước được. Đi. Đưa xe đấy.
cả tivi nữa nhá, lấy cái dây thôi à. Cháu Trọng xin chào các bác nhá. Hiện tại thì cháu Trọng đang cùng với em Ngọc là chuẩn bị dỡ tivi xuống, chuẩn bị lắp tivi cho tại gia đình của em Xính nhá. Chắc là cũng có nhiều bác trong video này cũng có hỏi cháu Trọng là tại sao là chưa đưa Ngọc đi sửa răng. Và cháu Trọng cũng xin thông báo cho các bác cũng biết là hiện tại thì nhà em Xính thì cũng vẫn là chưa làm xong bộ cửa, và tranh thủ hôm nay là mưa thì các em rủ nhau đi cày nương rồi. Thế nên là cháu Trọng cũng có hỏi với là em Xính thì là cho cháu Trọng là đem tivi lên đây trước. Em Xính bảo thế, bảo là anh cứ đem tivi lên cho em trước đi, xong là sau này em ra thì thị trấn thì em sẽ là đổi xe nữa, thì em tranh thủ cho ngày hôm đấy là sẽ là đi vừa sửa răng này, đi đổi xe nữa các bác nhá. Đấy, và thông báo với các bác không biết là hiện tại thì xe của em Xính là cũng có mẹ nuôi tài trợ, và bên chợ bên quán sửa xe bán xe cho em Xính trước ấy thì cũng có nói là có thu mua lại cái xe cũ đấy, tại vì là mẹ nuôi không có nói với em Xính là tại vì do là cái giấy tờ làm xe cũ thì làm hơi lâu, hiện tại thì cả Việt Nam cũng vậy thôi, giấy tờ xe cũ thì làm rất là lâu và rườm rà, thế nên là mẹ nuôi cũng đã nói là định bán xe cũ này để mua xe mới cho Xính. Hôm nay là cháu Trọng là lái vững hơn sẽ là xuống đây và chở tivi xuống thế này luôn. Em Xính thì vứt xe ở trên nhà bố mẹ đi bộ thôi đấy, và xin mời các bác đón theo video của cháu Trọng nhá. Không mang xe xuống được à? Sao mà gà thế? Lấy cho anh một cái bàn nhá, để anh lắp, anh để lên cái bàn luôn. Cái bếp này lúc nào chuyển ra bên này đấy, Xính? Sáng nay ở nhà cày nương đúng không? Không, đúng, làm rau. Trồng rau. Trồng rau ở chỗ thửa ở dưới này à? Vâng. Ui sao mà rau tốt thế? Cho thêm cái gì vào đấy? Cho mưa phổ liên tục này thì tốt lắm. Đây. Cái món quà là của ai à? Thế Xính tự làm ơn sau nhé. Bật mí như vậy cho các bác tò mò. Vào nhà đi, vào nhà xong là anh lắp cho. Khí tỉnh đi, khí tỉnh đi. À, quên mua cái ủ cá nữa. Để ở đây trước cũng được mà em. Để ở đây trước cũng được mà. Để tạm thời ở góc này trước đi. Cho anh ngủ cái bàn nhá, Xính ơi. Bàn này. Để anh đặt tivi lên đây. Để tivi ở đâu? Tivi thì... Mình treo đấy thôi, xin thích treo ở đâu? Treo được thì treo, bởi vì bạt thì cũng không ảnh màu mấy. À quên mất anh mua cái treo đấy. Lấy cái lá treo về đây. Đấy đấy, chính cái đấy. Tháo ra đi. Có gói niềm nặng rồi. Có một cái nữa rồi, là cái này. Có một cái kia rồi, em cần thêm đồ nặng nữa này.
cái thế nhiệm tốt nào. Thăm bạn chị, anh chị luôn sẽ được chùa. Chưa chết được, chắc chị là đánh. Thế chứ ướm này, ướm này. Ướm này xong là... Mới đi mời quá. Bố mẹ hay dặn bảo là tivi thì để trên đế nhưng mà khó kéo dây điện quá, với lại là cái dây đầu chảo nó không đếm ấy. Bố mẹ bảo là để ở trên đế thì nó mét đẹp. Bố mẹ nuôi đúng không? Theo bố mẹ nuôi đi. Sau này anh khắc lấy cái khoan điện sau nhà. Nhưng em cũng bảo mẹ là để gấp này thì mình kiếm cái dây đào chảo xong kia thì nó gần hơn. Rồi ngồi đây xem tivi như nhà anh Lứa ấy. Bố mẹ bảo thích được cũng làm. Bố mẹ nói làm đâu cũng được nhưng mà nó không vướng là được rồi. Khi mở là tivi ra đi, nó ơi. Mở ra đi, có tướng này. Thích kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn mới xua thế được. Anh đang sợ lớn mà đứa lớn kìa. Trong học khi nhé. Khi có thể đi xem phim rồi thì tối đi ngủ sớm nhá. Đặt nào. Tao cầm này nhá. Đây thoải mái, tôi bật lại uống một đường. Thank you.
TV lắp thế được chưa? Rồi. Đây này, đây còn thương một cái là này. Ốc cách như thế nha. Lúc thì nó không có. Lâu từ này lắp đồ chẳng ra. Vâng. Trước là đã lửa lấy cả anh để sơ sữa. Vâng nhé. Cho xuống mặt đã. Luôn. Nó hay là dò cho xí này cũng xem nhất tính nhá. Vâng. Mà tối có tivi đi ngủ sớm nhá. Vâng ạ. Chân của nó. Nên mình ốc người tên người xiết như thế này vào nhé. Thế vị trí lạc của em là nằm ở đâu?
đặt ở ngay bên kia bên chuồng lợn này. Chuồng lợn đúng rồi. Trên ngôi nhà anh ấy xem đồ sản toàn phải gọi thợ để sửa cho. Ừ. Đây, nhìn nhé. Vâng, vâng. Đúng không? Đó. Anh này chân này bán như nữa. Ok, bao nhiêu chân bán à? Em dọn dọn dần dần. Em dọn dần dần. Cái số sơ nào? Các không còn đâu. Hết rồi. Nghĩ là số không ấy. Số không là đúng để đồ đạp hết. Em bớt ra cho anh một cái đi. Mang ra một cái rồi nữa đặt này vào nhé. Vâng. Là đỡ phải chụp đục khét phết. Mình lâu lâu mình ngó xi dịch ấy. Đổ xi măng vào luôn. Không dùng đến hai cái này nữa nhỉ, chỉ dùng đến cái ở dưới thôi. Như này thôi. Cho thủ sơn là cho đủ nước xi măng nữa là nó ở đúng cái vị trí là mềm mại luôn. Mình đỡ phải chỉnh như thế này. Vâng, đúng rồi, em hiểu rồi. Thế là cho anh em. Vâng. Vâng, đó, được rồi, làm dọn dần đi, cất đi em. Thế là xong rồi. Thử khi à. Nhưng mấy anh em cũng ở quán, nó test thử rồi, cho xính xem. Và nó lên một cặp mắt. Ở bên này là đã ở đây nhé. Ở đây là đã ở đây là to này. Ta xin cái hộp cái thùng gỡ lên. Chưa thành hình thì giờ chết rồi. Điện đúng không? Đúng rồi. Đây. Khiển đó. Khi đi khiển đi. Mày đi bên không? Dọn đồ dần đi nhá. Dạ vâng. Chỉ còn một tí ốc ếch thôi. Tỏ bé hơn chắc không phải đâu. Anh ấy tìm cái gì? Nó bảo là anh ấy bảo là này. Đúng rồi, lại đấy. Giữ nào? Vâng, để bàn cho mang cái cờ lê bé cái chơi cơ gần 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 bây giờ cứ xiết về chặt rồi nó không được cứng lại nhá. Ừ.
hở này, bạn bao giờ cảm thấy nó chắc chắc tay được, bạn mạnh có cái điều chỉnh dây nhé, được chưa? Vâng. Cảm giác nó chắc chắc này mạnh có lại tuyết hết dây. Được. Để cái này sao? Rồi. Để anh chỉnh cái này đi nhá. Cho em chỉnh cái này. Bạn này vào này. Đây, thấy chưa? Ừ. Bây giờ nó cứng rồi đấy. Để ý nha. Ừ. Ok. Đây nó sẽ cứng lại. Đấy. Ừ. Đặt vào cho đá vào bên trong xoay xem đi, còn luôn mà điện hơi yếu thôi. Ừ. Ừ, xem phim thì mình cho cao lên thì nó mới xem được nhỉ. Cho thấp quá là không xem được. Đã cho anh nhìn cầm tí vàng. Này, cầm đi, cầm để anh dậy. Em bấm, cầm một cái nữa. Đây, mở mở này. Bấm vào đây. Đấy. Rồi, đấy, TV đây rồi đấy. Có TV rồi thì ngủ muộn một tí nhé, xinh nhé. Bây giờ tua cũng tua thôi, cũng làm tắt tắt cũng đè đúng không? Tắt xong rồi đấy, bấm như là mình tìm kênh bấm ở dưới này. Này cái cô bán hàng cái cô này, bây giờ là cái đầu gì nhỉ? Cái đầu đọc cho mình rồi. Mà lên này cầm lên cho nhé. Vâng, vâng. Bây giờ anh thiết lập cho em đã xong là dạy em cách bật tắt trước nhé. Vâng. Bây giờ hiện tại anh em mình cũng đã lắp xong cho nhà của Xính Ngọc rồi. Hiện tại anh em mình còn do là hôm nay chủ quán cô ấy quên lấy cái đầu đọc cho mình cho anh em mình mất. Thế nên là anh em mình lắp đến tôn đoạn này còn thiếu cái đầu đọc cũng như là cả đi dò sóng nữa. Và thế hoàn tất không tắt lắp thì đi cho nhà Xính các bác nhé. Chắc chắn là trong video này các bác sẽ kiểm trách em Trọng rất là nhiều đấy. Tại vì là do là không phải anh em mình chưa trả tiền đâu nhé, anh em mình đã trả tiền hết rồi, là thanh toán tổng thể là
3,2 triệu rồi xính nhỉ? Đúng rồi. 3,2 triệu. Cô bảo là cho chọn bộ vào đúng không? Đúng rồi. Cho chọn bộ mà, thế nên là cô ấy lấy thiếu cho mình thôi. Lên đây anh em mình lắp thì mới biết. Bây giờ thì cô phải làm trở về thị trấn để lấy đồ đạc được. Thông qua video này thì cho cháu Trọng được gửi một lời xin lỗi đến quý vị khán giả ở trên kênh Tam Giác Mạch nhé. Do là anh em mình cũng quá là sơ suất, cũng như là đặt hết niềm tin vào chỗ bà chủ bán hàng là chuẩn bị sắp xếp đầy đủ rồi, chứ không là kiểm kê lại. Đấy. Do là anh em cũng nghĩ là giả hết đủ tiền là cô đấy sẽ lấy cho hết đúng không? Đúng rồi. Anh cũng nghĩ là cô đấy sẽ chọn bộ lấy cho anh em mình hết. Nhưng mà ai ngờ đâu về nhà vẫn còn thiếu một cái đầu đọc nữa. Đấy, và trong lần sau anh em mình lên sẽ là mua một cái đầu đọc nữa và xoay tìm tín hiệu cho em xính các bác nhé. Thế nên các bác không phải lo lắng về vấn đề, anh em mình sẽ vẫn là hoàn thiện cho em xính xong xuôi. Đấy. Hiện tại là hôm nay anh em mình chỉ đến cái công đoạn mà lắp được tivi lên tường này, cũng như là đấu nối dây các kiểu hết rồi, còn thiếu một cái đầu đọc nữa thôi là anh em mình đã xong rồi. Ngay cả chảo anh em cũng đã lắp xong hết rồi, chỉ việc là bê ra ngoài kia và lắp cái đầu đọc nữa là ok rồi. Đấy. Thế là đồ đạc thì anh vẫn để nhà xính trước nhá. Cho anh em mình ngồi uống nước tí, xong là anh đi sang nhà lùng máy có việc tí nhá. Dùng nhiều quen nhỉ xính nhỉ? Đúng rồi. Chúng ta phải là quen tay đấy. Dùng nhiều biết. Thế thì lần sau anh lên cầm cho nhá. Vậy lần mình sau đã anh... giả tiền rồi mà. Vậy. Cô lại không cho. Vậy. Anh qua anh hỏi cho đây, cô cũng nhiều việc nhá, cô ấy quên mất. Vậy. Nhưng hôm nay là có những cái đầu đường ra kia là lắp xong đấy nhỉ? Tại vì hiện tại anh em lắp tính nào lắp mất tiếng thật đấy nhỉ? Tiếng nữa là dò sóng cho nó lắp 30 phút nữa nhỉ? Bây giờ là chỉ việc là còn em tìm cái sâu sơ em bỏ cái này ra thôi là xong rồi. Bỏ cái chả vào thôi. Hiện tại là còn thiếu một cái đầu lắp nữa. Mọi người biết lấy cái này giả cho giả xính em xem nhé. Bây giờ mình không dùng để làm gì nữa rồi. Bây giờ, nói chung là bây giờ xong hết rồi đấy. Có khi mình khoan cũng chả dùng nữa, đúng không? Bây giờ có gì đâu, bây giờ lấy cái bít bắn này ra một phát, xong là lấy cái đầu đọc kia gắn vào, xong là lấy cái hai cái dây tín hiệu kia gắn vào hai đầu là xong. Còn thiếu hai núm nữa nhé, để mai lên phần trong. Hiện tại em có lắp TV lên kệ để làm màu rồi, rồi chỉ con không thể ok đúng không? Điện vào TV lên là được rồi. Chắc là chú Trọng sẽ cho em xính, một lời cho em xính để em xính cảm ơn tới bố mẹ một tí nhé. Chào các bác khán giả cùng vui. Hai vợ chồng cháu xin cảm ơn bố mẹ. Đôi, bố mẹ đã những số tiền rất lớn về mua một cái tivi cho hai vợ chồng con đường xem phi đường dòng. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, và chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe. Tivi này anh em mình mua là có màn là 32 inch các bác nhá. Tivi rất là to. Thế thì hôm nào đi xuống dưới để anh đi sửa ra đấy. Để em làm xong cái cửa bếp đó. Cứ là xong cửa bếp thì hôm nào em xuống thì anh lo cho anh trước một ngày. Và anh thì cứ tạo điều kiện cho em thôi, các em cứ sắp xếp công việc thì là anh sẽ là đón em ở dưới nhá. Và thế là cháu Trọng cũng xin lỗi với khán giả chúng ta tớ mạnh nhá. Hiện tại thì anh em mình cũng đã lắp xong rồi, còn thiếu một cái đầu đọc cũng như là gắn vào để có tín hiệu thôi. Và lần sau anh em lên anh sẽ lắp đầy đủ cho em xính. Cũng như là lần này là do anh em đã giả tiền hết rồi. Giả tiền hết rồi nên là cô ấy không đủ cho mình thôi. Anh em mình cứ được mang về thôi đấy. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất trên kênh Tam Giác Mạch. Xin chào và hẹn gặp lại.